Ngày hôm nay, bốn đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á đã ra quân tại AFC Champions League. Trong trận đấu sớm nhất, đương kim vô địch Thai League, câu lạc bộ Buriram United đã vùi dập đại diện đến từ Trung Quốc, câu lạc bộ Chiết Giang với tỷ số 4-1, bằng một màn trình diễn thuyết phục. Hơn 20.000 cổ động viên đã đến sân vận động Buriram để chứng kiến Theraton và các đồng đội phô diễn tài năng của mình. Ở khu vực Đông Nam Á hiện tại, có lẽ chỉ có các câu lạc bộ của Thái Lan mới thi đấu ngang ngửa được với các câu lạc bộ hàng đầu châu lục. Chính vì vậy, chiến thắng này không quá bất ngờ với những ai vẫn thường xuyên theo dõi bóng đá khu vực. Rõ ràng, việc tập trung đầu tư để nâng chất lượng cho giải vô địch quốc gia nhiều năm qua đã giúp bóng đá Thái Lan hái quả ngọt ở sân chơi châu lục. Ở hai trận đấu diễn ra lúc 19 giờ trên sân Mỹ Đình, dù đã khởi đầu rất tốt trước đại diện của Hàn Quốc, Vanwha Steelers, nhưng câu lạc bộ Hà Nội vẫn không khỏa lấp được sự chênh lệch về đẳng cấp. Những bàn thua chóng vánh trong hiệp 1 khiến đại diện Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 2. Dù vậy, những sự thay đổi người hợp lý đã giúp câu lạc bộ Hà Nội có một màn trình diễn tốt trong hiệp 2. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về Vanwha Steelers. Với câu lạc bộ Hà Nội, đây là một màn trình diễn không tồi. Về sân Mỹ Đình, mọi thứ khá ổn ở trận đấu này. Mặt cỏ đã đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cho trận đấu, dù chưa phải là quá đẹp. Nhìn tổng thể sân vận động quốc gia sạch sẽ, ngăn nắp và trông khá bắt mắt trên sóng truyền hình. Ở trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á trên mặt cỏ nhân tạo của sân vận động Jalambesa. Đội chủ nhà Lion City Steelers của Singapore đã vượt lên dẫn trước, nhưng đã không thể bảo toàn lợi thế khi để Bangkok United lội ngược dòng thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội khách. Như vậy, các câu lạc bộ của Thái Lan đã toàn thắng trong ngày hôm nay, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á cấp câu lạc bộ.